Xin chào các bạn. Video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm thế nào để chúng ta có thể thực hiện chuyển cảnh trong Camtasia. Với cái phương thức chuyển cảnh trong Camtasia thì chúng ta có 3 lựa chọn để chúng ta thực hiện. Một là chúng ta sử dụng cái lựa chọn mặc định trong Camtasia. Đó là cái mục transition thì nó đã có sẵn những cái phần chuyển cảnh cho chúng ta rồi. Các bạn có thể vào trong cái phần transition để chúng ta lựa chọn. Thì trong này có khoảng tầm hơn 20 cái hiệu ứng chuyển cảnh khác nhau và các bạn có thể lựa chọn trong đó. Tuy nhiên nếu các bạn chỉ sử dụng những cái chuyển cảnh mặc định của Camtasia này thì nó sẽ rất là nhàm chán sau một thời gian sử dụng. Thì chúng ta có thể kết hợp thêm một cái phần nữa trong Camtasia, đó là phần behavior để chúng ta có thể làm chuyển cảnh cho video hoặc cho hình ảnh chúng ta. Và nếu chúng ta đã biết kết hợp hai cái hiệu ứng này với nhau, hai cái cách này với nhau thì chúng ta sẽ có thêm nhiều cái cách để chúng ta có thể làm chuyển cảnh cho video chúng ta. Ngoài ra nữa thì còn một cách thứ ba nữa là chúng ta có thể sử dụng những cái chuyển cảnh đã được tạo sẵn để chúng ta sử dụng. Đó là những cái dạng video mà người ta đã tạo sẵn rồi thì chúng ta sẽ đưa vào giữa hai cái hình ảnh hoặc là hai cái video của chúng ta để chúng ta tạo ra một hiệu ứng chuyển cảnh để làm cho cái chuyển cảnh nó thêm phong phú hơn. Đó là những cái chuyển cảnh mà trong Camtasia không có. Như vậy thì bây giờ thì mình sẽ lần lượt đi qua ba cái hình thức chuyển cảnh này để cho chúng ta lựa chọn. Và với hình thức chuyển cảnh bằng cái video đã được tạo sẵn thì các bạn thể download cái phần video này về trong phần mô tả. Tuy nhiên trước khi mà các bạn download về thì các bạn cũng nên xem cách hướng dẫn để mà biết cách sử dụng của bạn nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một số cái tấm hình. Các bạn có thể thay hình bằng video cũng được nha, hình hoặc video đều được. Thì bây giờ bắt đầu mình sẽ đưa tất cả cái hình ảnh này xuống dưới thanh timeline. Mình sẽ nhấp phải và mình sẽ chọn là add to timeline. Rồi, hình ảnh mình đã được đưa xuống dưới thanh timeline thì bây giờ dùng cái chuyển cảnh mặc định ở đây thì chúng ta sẽ vào cái phần là transition. Thì với cái phần transition này thì chúng ta thấy đây là những cái chuyển cảnh mặc định đây. Các bạn có thể xem trước cái chuyển cảnh này như thế nào bằng cách là chúng ta sẽ đưa chuột vào các bạn nhé. Đưa chuột vào thì chúng ta sẽ thấy cái hiệu ứng nó chạy đó. Thì các bạn biết rằng cái hiệu ứng nó sẽ là đúng như là cái bạn đúng như là cái mà bạn vừa xem nha. Đó rồi các bạn có đưa chuột và rê chuột qua từng cái hiệu ứng chuyển cảnh để chúng ta lựa chọn. Sau khi đã lựa chọn ưng ý rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ đưa cái hiệu ứng chuyển cảnh này xuống dưới hình ảnh hoặc dưới video của chúng ta. Thì ở đây có hai cái lựa chọn. Một là chúng ta có thể dùng một cái hiệu ứng chuyển cảnh thôi cho tất cả những hình ảnh chúng ta đang có. Mình ví dụ ở đây là 12 hình thì mình thể tô chọn hết như thế này. Đây các bạn thể dùng chuột kéo và tô chọn hết. Sau đó thì các bạn sẽ kéo một cái hiệu ứng chuyển cảnh xuống và thả vào thì lập tức là tất cả những cái hình mà bạn chọn nó cùng chung một cái hiệu ứng. Đây các bạn thấy không? Tất cả cái hiệu ứng đã được có thì các bạn sẽ phóng to lên thì các bạn sẽ thấy là ở giữa hai cái hình hiện nay thì nó sẽ có một cái làn xanh xanh đó thì đó chính là cái hiệu ứng chuyển cảnh. Như vậy thì chúng ta thể đưa hết xuống một lần nha. Tuy nhiên khi mà các bạn sử dụng một cái hiệu ứng thôi thì nó sẽ không hay không đẹp đúng không? Thì các bạn có thể là đưa nhiều cái hiệu ứng xuống bằng cách là chúng ta sẽ kéo từng cái hiệu ứng xuống. Thì với cách này thì chúng ta phải làm thủ công. Mình ví dụ là mình sẽ kéo xuống và mình muốn nó để cho nó ở giữa hai tấm hình này thôi thì chúng ta sẽ kéo xuống đây và các bạn sẽ thả đúng cái vị trí nó nha. Thì các bạn thấy đấy là ở giữa hai tấm hình này sẽ dùng cái hiệu ứng chuyển cảnh này và với những cái hình khác thì các bạn lại kéo xuống như này. Đấy, các bạn có thể là làm thủ công như này. Thì với những cái video với cái số lượng hình ảnh nhiều mà các bạn làm như thế này á thì nó sẽ rất mất thời gian đúng không? Rất mất thời gian. Đó, rất mất thời gian nha. Đấy, các bạn thử làm thủ công mà. Chúng ta sẽ kéo xuống như này. Rồi. Đấy, thì nó sẽ đưa được cái hiệu ứng xuống. Tuy nhiên là nó sẽ rất là lâu nha, rất là lâu. Đấy, như vậy là mình đã đưa hiệu ứng chuyển cảnh xuống rồi. Như vậy thì sau một thời gian sử dụng thì chúng ta có thể kết hợp thêm một cái hiệu ứng khác là hiệu ứng behavior để làm cái chuyển cảnh cho nó. Thì behavior này thì người ta ứng dụng nhiều trong cái chữ các bạn. Tuy nhiên là chúng ta có thể ứng dụng cho hình hoặc video đều được nha. Cái hiệu ứng này nó đều áp dụng vô được. Thì khi mà các bạn đưa chuột vào thì các bạn sẽ thấy được cái hiệu ứng này nó sẽ diễn ra như thế nào. Đây.
Cái này thì đối với chữ nha các bạn nha, đối với chữ thì nó sẽ đúng y như vậy, nhưng đối hình thì có thể là nó sẽ khác nha, hình nó sẽ khác. Mình ví dụ như hiệu ứng bay vào và bay ra như thế này đi, thì với hình thì nó không thể là từng ký tự mà nó nhảy nhảy như thế này được, nhưng hình nó sẽ bay nguyên cái hình vào rồi bay nguyên cái hình ra. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem nha. Ví dụ như cái này, đây cái hình này mình muốn đưa cái hiệu ứng bay vào thì mình sẽ kéo cái hiệu ứng này xuống dưới cái hình, rồi các bạn xem thử cái kết quả nha. Đó thì hình nó sẽ bay vào và các bạn thấy là nó cũng khá là đẹp nha. Đây, thấy chưa? Khá là đẹp. Đó. Rồi, chúng ta thử với một hiệu ứng khác nha, hiệu ứng này, các bạn sẽ kéo thả vào đây. Đây. Thì chúng ta xem lại. Đó, thì khi mà bạn đưa một cái hiệu ứng nào xuống dưới cái hình thì chúng ta sẽ nhấp cái mũi tên này ra, thì chúng ta sẽ thấy này, đây là hiệu ứng bay vào đang được áp dụng này. Thì các bạn thấy xóa cái hiệu ứng này đi, các bạn delete nó đi nha. Rồi các bạn đưa cái hiệu ứng khác vào, đây mình sẽ đưa hiệu ứng này vào, đây hiệu ứng này. Đó, các bạn thấy sổ ra để xem tên nó nha. Các bạn xem thử hiệu ứng này thì với hình ảnh thì nó sẽ diễn ra như thế nào. Đó, thì nó cũng sẽ bay vào nhưng mà bay dưới dạng một tấm hình. Như vậy thì các bạn thể kết hợp giữa transition và behavior để tạo ra hiệu ứng chuyển cảnh trong Camtasia. Ngoài ra thì chúng ta có thể kết hợp một cách sáng tạo hơn nha. Chúng ta thể kết hợp một cách sáng tạo hơn bằng cách là chúng ta sẽ cắt cái tấm hình này ra, cắt tấm hình này ra. Ví dụ như là các bạn có thể là kết hợp giữa cái hiệu ứng chuyển cảnh và hiệu ứng behavior luôn. Chúng ta sẽ tách này ra như thế này. Đó, sau đó thì các bạn có thể là ở cái phần này các bạn thể đưa cái hiệu ứng vào một cái đoạn của hình thôi. Mình ví dụ ha, tấm hình này đang bình thường đúng không, khi mà bạn đưa cái hiệu ứng pop up này thì nó sẽ lắc lư như thế này. Đó, sau đó thì các bạn sẽ kết hợp gần với cái hiệu ứng chuyển cảnh đây, giống như cách mà mình đang làm đây. Đó, các bạn xem lại kết quả nhé. Đó, sau đó thì nó kết hợp với hiệu ứng chuyển cảnh thì nó sẽ làm cho cái hiệu ứng này nó khác lạ đi nha, khác lạ so với hiệu ứng ban đầu đi. Rồi, như vậy là vừa qua chúng ta đã đi qua được hai cái cách để làm chuyển cảnh trong Camtasia. Còn một cái cách nữa mà cũng rất là hay, tuy nhiên cái này thì nó phụ thuộc vào cái nguồn tài nguyên bên ngoài, đó chính là những cái hiệu ứng chuyển cảnh đã được sử dụng sẵn.